Bạn đã từng học tiếng Trung nhưng chưa tự tin giao tiếp, hay bạn đang muốn tìm một khóa học tương ứng với trình độ HSK3? Vậy thì khóa học trung cấp trực tuyến qua Zoom của Alpha là dành cho bạn. Đây là khóa học giúp bạn trang bị các kỹ năng để chinh phục HSK3, nâng cao khả năng giao tiếp thông qua các chủ đề gắn liền với cuộc sống hàng ngày, đồng thời giúp bạn hình thành tư duy và thể hiện quan điểm cá nhân. Với lộ trình 25 buổi học trực tuyến qua Zoom kéo dài 2 tháng, rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, kỹ năng khẩu ngữ được nâng cao thông qua việc xây dựng các đoạn văn, tình huống hội thoại, từ đó tăng phản xạ giao tiếp. Giáo viên cũng thường xuyên hướng dẫn và cho các bạn làm các bài thi thử HSK3, HSKK để các bạn làm quen với format đề cũng như có thể đánh giá được trình độ của bản thân. Bộ giáo trình mà Alpha sử dụng trong khóa trung cấp cũng là cuốn giáo trình độc quyền do Alpha biên soạn với những chủ đề thú vị được cập nhật phù hợp với xu hướng ngôn ngữ hiện nay. Bộ giáo trình bao gồm giáo trình trung cấp, sổ ghi và bút viết chữ Hán sẽ không bán mà chỉ dành tặng riêng cho học viên của Alpha. Ngoài giáo trình ra thì lớp học trực tuyến qua Zoom tại Alpha còn có gì? Đầu tiên phải kể đến đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, nhiệt huyết, là cử nhân, thạc sĩ của các trường đại học như Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm và cả các thầy cô đã học tập và làm việc tại Trung Quốc trong nhiều năm. Kết hợp với phương pháp giảng dạy tối ưu, truyền cảm hứng cho học viên, cá nhân hóa lộ trình, học lý thuyết luôn đi đôi với thực hành. Và mỗi lớp của Alpha sẽ có sĩ số từ 8 đến 10 học viên, đảm bảo tính tương tác cao, thúc đẩy học viên nỗ lực học tập bằng 100% khả năng. Kết thúc khóa học, Alpha cam kết giao tiếp tự nhiên, phát âm chuẩn, phản xạ ngôn ngữ tốt, thành thạo 5 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết, dịch, các chủ đề thông dụng. Nắm chắc kho từ vựng phong phú khoảng 1.200 từ áp dụng nhiều trong giao tiếp. Thúc đẩy khả năng phản xạ, tư duy biện luận về một vấn đề. Đẩy mạnh kỹ năng đặt câu và viết đoạn văn bằng tiếng Trung. Còn chần chừ gì nữa, hãy đăng ký khóa học ngay để cùng Alpha thực hiện giấc mơ chinh phục tiếng Trung nha.